tất cả các bạn nhỏ, hôm nay chị Chim Xinh sẽ tô màu tranh vẽ hình nữ hoàng băng giá Elsa rất là đẹp đây. Wow, rất là tuyệt vời phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào việc tô màu tranh vẽ nữ hoàng băng giá Elsa nha, với rất là nhiều bút màu đấy, xanh đỏ tím vàng có đủ cả ha. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tô màu tranh vẽ hình nữ hoàng băng giá Elsa nhé. We'll be right back.
chị Chim Xinh vừa mới hoàn thành xong việc tô màu bức tranh vẽ hình Elsa, nữ hoàng băng giá rất là đẹp đây. Mái tóc vàng, đôi môi đỏ và chiếc váy màu xanh nhé. Các em có thể tự tô hình những cái bức hình mà các em yêu thích ở nhà cùng với bút màu đó. Vừa tô chúng ta vừa có thể học và vừa có thể